Đây nha, thứ nhất bây giờ là mình mở cái ứng dụng ra, nó sẽ nhìn này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ chú tải về, nó sẽ yêu cầu chú xác nhận việc là cho phép nó truy cập Migro, bởi vì là cái ứng dụng này nó là bắt thu tiếng đàn bằng bằng Migro. Đấy, nó đo tần số, nó sẽ cho mình biết được là cái cao độ của cái nốt đấy nó đang ở chỗ nào. Đấy. Ví dụ bây giờ là nó tương như này. 1 2 3 4 5 6. Đấy, ví dụ đây là tương ứng như này. Đấy, mỗi một khóa là tương ứng một nốt này. Đây. Đấy. Để đơn giản nhất thì chú tắt cái auto đi. Đấy, về bật auto thì mình ở dây nào nó bắt như sau này. Đấy, tôi để dây 5 nó bắt này. Đấy. Dây nào bắt. Tức là auto tôi tự động đấy, tự động bắt từng dây một. Đây, tắt auto đi, mình chỉnh từng dây một. Khi chú chỉnh cái dây này, chú chơi cùng thì chú bấm vào đây. Đó, bấm vào dây này cho nó hiện này đi, không phải cái này. Đấy, đây là cái khóa đàn. Khóa đàn này thì nó có hai chiều, chiều nhất cho làm cho dây đàn nó căng lên, cao độ tăng, tức là nó sẽ dịch từ bên trái qua bên phải. Từ đây nhảy bên này. Đấy, như cái này. Đấy. Nếu mà nhìn nhìn ấy, thì chuẩn là nó nhìn từ trên xuống theo chiều ngược kim đồng hồ, vận hành ngược kim đồng hồ là tăng lên. Đó, tiếp thì tiếp theo sẽ bấm vào đây. Đó. Còn ngược lại nếu nó cao quá thì mình phải chỉnh ngược lại. Ví dụ như cái này. Đang cao quá này, mình nhả lại theo chiều kim đồng hồ. Đó. Còn phía dưới thì nó ngược lại. Đây mình phải bấm đây. Đấy, thực ra là cái này là mình thích chỉnh được cảm nhận, tức là ví dụ mình vặn theo chiều này, mình thấy nó đang đi ngược hướng với cần mình cần ấy, thì mình sẽ chỉnh ngược lại thế thôi. Nhiều khi nó mình không để ý, cẩn thận không thì vặn quá tay là hỏng mất. Đấy. Nhớ nhá, đầu tiên mình tắt cái auto lên này, nó đang ở trạng thái auto, mình tắt auto, tôi tắt tự động đi, tức là mình phải tự chọn từng dây một, chọn dây nào chỉnh dây đấy tương ứng này. Đấy. Nó tương ứng như này luôn này, đặt lên như này tương ứng luôn. Đấy. Ok.